bạn hôm nay tên Editor mang tới một trải nghiệm mới, đó là chiếc Sony Vibe Pro SVE-14A cái dòng E-Series. Các bạn có thấy thiết kế của nó. Điều đầu tiên mình cảm nhận từ thiết kế của nó là máy này có thiết kế rất là đẹp, với màu trắng làm nền rất nổi bật. Màu trắng này có thể khiến người đẹp học sinh ghen tị. Các bạn thấy màu trắng rất tinh khiết. Dòng Sony Vaio thường lấy giá cao với nhiều model màu trắng thích hợp bạn học sinh sinh viên. Màn hình của máy là 14 inch với độ phân dài 1600x900. Và máy có độ tích hợp đèn LED backlight. Đây là khu vực viền nhôm, đây là viền. Đây là khe tản nhiệt này, đây là cổng sạc này, đây là cổng VGA giúp bạn xuất ảnh ra máy chiếu, đây là cổng HDMI giúp bạn xuất ảnh ra TV Full HD, cổng LAN, và đây là hai cổng USB 3.0. Ở bên này chúng ta có hai cổng USB 2.0, một jack headphone và một jack mic, và vẫn còn một đầu PD lối kép giúp bạn sao lưu dữ liệu. Máy có cân nặng trung bình 2.2 kg. Bây giờ chúng ta sẽ story tiếp vào cấu hình của máy. Đấy, bạn thấy máy cấu hình khá là tốt. Máy từ chip Core i5 thế 2i5-2450M, tốc độ 2.5GHz, ra của máy 4GB. Máy cấu và màn hình với độ phân giải 1600x900 tấn Full HD. Máy dùng card đồ họa Intel HD Graphics 3000 và card đồ họa nữa là AMD Radeon HD 7650M với bộ nhớ đồ họa 1GB các bạn. Với cấu hình này mình nghĩ rằng rất phù hợp với bạn học sinh sinh viên là bên học tập về chuyên ngành thiết kế đồ họa, đặc biệt là bên lĩnh vực xử lý ảnh, hoặc là các bạn làm người công việc liên quan đến xử lý các văn bản, các file liên quan AutoCAD cũng là rất tốt. Một điều khá ấn tượng là máy dùng ổ cứng 640GB, đây là một dung lượng lớn giúp bạn phải sao lưu nhiều file liên quan đến đồ họa rất là tốt. Trải nghiệm một chút về bàn phím của chiếc máy. Nếu bạn phải thấy bàn phím của chiếc máy này là thiết kế rất là đẹp, có tông màu trắng, thiết kế dưới dạng lột chiếc LED giúp bạn mẫu bản tốt. Và một điểm cũng rất là hay đó là bàn phím có tích hợp đèn backlight, các bạn che tay ở vị trí này và đèn này sẽ xuất hiện. Các bạn thấy đèn xuất hiện khi mình che tay ở cặp đèn sáng, rõ hơn mình sẽ tắt đèn đi. Các bạn này, rất tốt cho các bạn gõ văn bản ở chỗ thiếu ánh sáng. Để nói có bàn phím trên máy này cho mình cảm giác rất là tốt. Máy có độ phản hồi, các phím cho độ phản hồi rất là nhanh. Mình ít khi bị gõ sai trên bàn phím này. Đây là điều rất tốt cho các bạn hay gõ văn bản. Bây giờ chúng ta trải nghiệm một chút về hình ảnh, một thứ khá là nổi bật của chiếc máy này. Bây giờ chúng ta trải nghiệm hình ảnh của chiếc máy Sony. Đây là một trong những điểm nổi bật nhất của chiếc máy này với độ phân giải 1600x900. Bạn có thể thấy hình ảnh hiển thị khá sắc nét. Đây là một clip khá vui nhộn, các bạn có thấy chúng ta có thể thấy rõ trọng dung của chiếc máy của diễn viên. Rồi hay. Bây giờ chúng ta thử xem một số hình ảnh này.
đúng rồi, hình ảnh cái tivi rất là sắc nét mọi người thấy. Đây thực sự chiếc máy phù hợp các bạn là phù hợp xử lý ảnh. Hình trong nhiệt độ sâu, các màu sắc rất là đẹp. Có thể nói rằng đây chiếc máy rất phù hợp với các bạn là học sinh sinh viên học về chuyên ngành thiết kế đồ họa xử lý ảnh hoặc các bạn làm chuyên ngành lý lăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, chào các bạn với những trải nghiệm tiếp theo.